xuyên nhanh với sông Nam Chính, Tu La Tràng, cố chấp điên phê Mỹ cường thảm với hắc hóa với nhân vật phản diện, cưỡng chế, cắt lát 1v1 he, người đẹp lạnh lùng thụ dấu nhân đậm hoang tưởng tấn công bởi vì nhanh xuyên cục pháo hôi tổ nhân thủ khẩn trương, Tạ Phỉ bị ép phải đồng thời sắm vai vì Nam Chính cúc cung tận tùy pháo hôi giáp, vì nhân vật phản diện chết đến chết mới thôi pháo hôi ất. Tạ Phỉ. Tôi sẽ không làm rơi áo gì. Lê chứ. Hệ thống. Ngươi yên tâm. Chúng ta là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ vì ngươi mở ra thân phận che đậy cơ chế, bảo đảm ký chủ nhân thân thể an toàn. Tạ Phỉ. Hệ thống, ngươi gạt ta. Sao hai người bọn họ đều nhận ra ta? Hệ thống. Trong sự cố. Trong sự cố. Thế giới thứ nhất. Không làm trợ lý môi giới không phải là bia đỡ đạn tốt Nam Chính. Ta tại tiếng người ồn ào đài trao giải cùng ngươi thổ lộ thời điểm. Vì sao nhìn thấy ngươi đang nắm tay hắn? Nhân vật phản diện. Muốn tiền, muốn quyền, muốn địa vị. Ta đều có, đừng theo hắn, theo ta. Thế giới 2. Điệp viên hai mặt Nam Chính. Tại ta cùng ngươi cầu hôn 30 giây lúc, ngươi là suy nghĩ ta nguyện ý, hay là suy nghĩ như thế nào tại ta dưới mí mắt quang minh chính đại cho hắn truyền tin tình báo? Nhân vật phản diện. Khi ở trên chiến trường, ta cùng ngươi giao phó phía sau lưng lúc, ngươi nghĩ là như thế nào vì hắn phản bội ta sao? Nam Chính cùng nhân vật phản diện đều là công cắt lát, ta giơ cao 1v1 đại kỳ. Vẫn là cẩu huyết vô tam quan, thù chính là Mỹ, tất cả mọi người yêu hắn. Chương 1. Không làm người quản lý trợ lý không phải hảo pháo hôi 1. Bạn đang nghe tại Truyen.Audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 2. Không làm người quản lý trợ lý không phải hảo pháo hôi 2. Bạn đang nghe tại Truyen.Audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 3. Không làm người quản lý trợ lý không phải hảo pháo hôi 3. Bạn đang nghe tại Truyen.Audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4. Không làm người quản lý trợ lý không phải hảo pháo hôi 4. Bạn đang nghe tại Truyen.Audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5. Không làm người quản lý trợ lý không phải hảo pháo hôi 5. Bạn đang nghe tại Truyen.Audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6. Không làm người quản lý trợ lý không phải hảo pháo hôi 6. Bạn đang nghe tại Truyen.Audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7. Không làm người quản lý trợ lý không phải hảo pháo hôi 7. Bạn đang nghe tại Truyen.Audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8. Không làm người quản lý trợ lý không phải hảo pháo hôi 8. Bạn đang nghe tại Truyen.Audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9. Không làm người quản lý trợ lý không phải hảo pháo hôi 9. Bạn đang nghe tại Truyen.Audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10. Không làm người quản lý trợ lý không phải hảo pháo hôi 10. Bạn đang nghe tại Truyen.Audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.